Tôi cũng một lần nữa xin được kết nối với tất cả quý vị. Đến lúc người đây tử vong, trước đã cập nhật được thông tin đến từ gia đình là chỉ còn vài phút nữa thôi là cái bệnh viện để kết hôn của quý vị thật lý và cô dâu thân thiết. Giờ là phút nữa chúng ta tiếp tục tổ chức trong các phòng của gia đình để chúng ta cùng nhau đi vào chương trình của buổi tiệc lễ kết hôn. Jump!